Dạ, nghe bà hỏi nha. Rồi, trong hai tờ tiền đó, tờ nào là tờ 10.000 đồng? Đúng rồi, giỏi quá, đưa đây. Ngồi xuống. Trong hai tờ này, no. No, ngồi. Tập trung ngay. Tờ nào là tờ 100.000? Đúng rồi, giỏi quá, đưa đây. Ok, ngồi xuống. Giỏi, dễ ngoan. Rồi, nếu mà cho con một tờ, con lấy tờ nào? Giỏi.